theo chúng ta sẽ cùng chào đón một cô bé rất là đa dạng, vì cô bé ấy đã từng chinh phục quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo với nhiều dòng nhạc khác nhau. Trong đêm nay, cô bé Hiền Trân của chúng ta sẽ lựa chọn thể loại nhạc Hầu Văn Huế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn các cô chú phụ công đã hỗ trợ tiết mục này của bạn Hiền Trân, và xin cảm ơn ban nhạc cổ ạ. Dạ, xin mời ban giám khảo ạ. Đầu tiên ta sẽ hỏi cô Thu Huyền ạ. Xin mời cô ạ. Bây giờ không biết nói thế nào cả. Bái phục. Cái điệu này không thể ai cũng hát được. Bản thân bà Thu Huyền cũng không hát được. Học nhiều lần cũng chỉ hát được vài câu thôi. Mà cái chủ đề lần này là di sản, thì thứ nhất là con đã đi đúng chủ đề. Hầu Văn Huế này là nó giống như là một cái lên đồng của miền Bắc á. Nhưng mà cái này là của Huế. Mà cái này không phải ai người Huế cũng hát được đâu. Và không biết nói như thế nào. Bà chỉ nghĩ rằng là một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn mẹ. Cái ngạc nhiên của tôi là từ trước, là tại sao một bé này đã hát được giả thanh. Bởi vì từ thanh nhạc là bắt đầu từ phải là từ 16 đến 18 tuổi. Nhưng bé này đã cứ làm hết cái bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Và đến lần này nữa thì một cái giả thanh mà lại đưa vào được một bài hát cổ như thế này thì là cũng là một cái hiện tượng đặc biệt. Bản thân tôi rất ngỡ ngàng, vì tôi không biết đặt bút ghi cho bé là như thế nào. Và tôi cứ chúc mừng thôi đã. Cô đặt dấu chấm hỏi. Hay quá. Mà cái người huấn luyện viên nữa, mà tại sao lại trao được cho bé này một cái tác phẩm mà nó lại hợp như thế. Đừng thắc mắc. Vô cùng. Lại một dấu chấm hỏi nữa. Một chấm. Chứ người Huế nói đi. Họ chưa mời sao mình nói. Bây giờ họ mời nè. Xin mời chú Quang Linh. Chú đi ra sân bay mà nếu ở trên loa nó chưa mời chú cũng chưa vào máy bay. Khi nào họ mời đề nghị hành khách cuối cùng Lê Quang Linh vào thì chú mới vào. Chú hơi bị chán. Ok, thực sự là Hiền Trân là một trong những thí sinh mà như cô Thu Hiền nói là đưa ban giám khảo và khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong bước vào cuộc thi vòng đầu tiên một cách gọi là lặng lẽ lắm, nhưng mà đến bắt đầu vòng 2 khác, vòng 3 khác, vòng 4 khác, cháu cứ thế cháu tỏa sáng dần trong các mỗi vòng như vậy. Và hôm nay á thì chú thấy là cháu hát cái bài này nè, chú nói nghệ sĩ thì nó không đúng, mà chú có vẻ hơi quá một tí, có cái màu của nghệ nhân trong tiết mục của cháu. Trời ơi, cháu hát kiểu nó bẹt bẹt cái âm ra này nè. Mà đấy là những cái người mà gốc ở Huế vậy, và rất là đậm đặc với cái thể loại này luôn, thì họ mới hát được như vậy. Mà trong cái quãng nguyên một bài nó có những cái quãng nhảy hòa thanh nó khó ghê lắm. Thực sự là tiết mục của cháu thực sự quá xuất sắc. Đối với cái quan điểm của chú xem hôm nay, cuối cùng cháu đã đưa đến cho chú cảm giác là chú càng hốt hoảng hơn nữa. Là cứ toàn vào tiếp thì những tiết mục lúc lại càng xuất sắc thế này thì chú không biết làm sao đây trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa cảm ơn cháu rất là nhiều nhé. Cảm ơn chú Quang Linh ạ. Chú lại bổ sung thêm ai là người mà luyện cho cháu bài đấy, huấn luyện viên ấy quá giỏi. Để cháu chia sẻ. Dạ, bà nội đó, thấy chưa. Dạ, thấy con cũng nói ra điều này để thấy rằng là chú không biết là sau cái cuộc thi này á, cái sự nổi tiếng của cháu không biết mức độ nào, nhưng mà cái sự nổi tiếng của bà nội cháu nó lên ghê lắm. Thế chưa, hồi nãy tôi thắc mắc đi đâu ai cũng nói hết đấy, cái hình ảnh mà một người bà tận tụy dạy cho cháu như vậy, và rất là theo dõi cháu trong những cái phần thi, thậm chí là khi mà cháu hát là bà cháu ngồi dưới lớp sinh ấy đấy. Đúng rồi. Cái gương mặt đấy, cái hình ảnh đấy rất là thân quen và mọi người thích ghê lắm. Một lần nữa cho chú gửi lời cảm ơn bà của cháu nhé. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ cô Cẩm Ly. Xin mời cô. Con là một thí sinh gọi là đa sắc màu, và đặc biệt cô thích ở con là con dám thử thách. Con toàn là thử thách những cái thể loại khác nhau hoàn toàn. Lúc mà bắt đầu từ cái bài Huế con hát đó, con hát giả thanh, con nói cha cho tự nhiên nhảy một bậc gọi giả thanh. Mà lúc đó cái giọng giả thanh của con chưa có chuẩn, nó cứ không có mờ lắm. Sau đó một vài vòng thì con lại hát, càng ngày hát cái giả thanh của con càng ngày nó càng rõ và tốt hơn. Cô xác định một điều rằng Hầu Văn Huế kén người nghe lắm, khó nghe, cô không nghe được chữ nào luôn. Nhưng hôm nay con hát cô nghe được, nó đặc biệt là hôm nay con hát cô nghe được. Chứ bình thường con nghe cái bạn khác có hát bài này rồi mà cô không biết hát cái chữ gì, rất là khó nghe. Mà con hát sao mà tới nỗi mọi người giống như bà Hiền nó không có biết cái gì để nói luôn, coi như là ngẩn ngơ. Và bác Quang Linh là theo dõi tiết mục của con như vậy, rất là giỏi. Cô rất là thích ở con cái sự đa năng và dám thử thách. Và bà nội dạy cho con bài hát hay, nhưng quan trọng khi cái người hát có hát được hay không là một chuyện khác. Nhưng mà con làm được, con hát ở đó con vui một, chứ bà nội chắc vui 10 hoặc là 100 gì trong bụng đó. Mừng lắm, vui mà coi như là hả lòng hả dạ lắm. Trời ơi, có đứa cháu gái thấy thương. Chúc mừng tiết mục của con. Hiền Trân là một cô bé mà đi thi có chiến thuật này.
chiến thuật đúng. Cô công nhận không? Đi vào một cách nhẹ nhàng, sương khoái mờ ảo, mà cứ sau mỗi số nó sáng dần, le lói, sáng, tỏa sáng, rực rỡ. Mà chú cũng phải phục cho một điều nhé, cái hồ văn Huế này nè, trời ơi, nó khó nghe, khó nghe lắm. Chú cũng có hát nhưng mà chú hát theo kiểu bình thường thôi. À, không, cái này không, hát có, cái giọng nó lạ anh ha. Không nổi đâu, hết cả bài đâu. Huế quê tôi thăng trầm mây thuở, đời vui sao hoa nở diệu, bay men đời chưa uống đã say, ai từng đến Huế chia tay sao đành ở. Chú chỉ hát được thế thôi. Đấy được một câu thôi nha. À, câu, nhưng mà đấy cái câu đó là câu giống với câu thường của bài, còn cắt sau nó lại nhảy qua một cái quãng khác, sau nó nhảy về một cái quãng khác. Thế mà cháu bé như này mà cháu cảm nhận được nó, cháu thích nó, xong rồi cháu lại hát hay nữa, cháu thật đáng khen. Nói chung là chú Quang Linh hát thì nó vẫn là chú Quang Linh. Ờ, nó không phải là nghệ nhân á. Ừ, còn Hiền Trân hát thì nó ra một cái kiểu khác. Màu nghệ nhân, nó có màu nghệ nhân. Chúc mừng Hiền Trân. Còn đây Hiền Trân thế này thì cô Thu Hiền là phải đi xin đến bà nội của con để học rồi. Cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng con nhé, Hiền Trân.